âm lịch cho đến nay, Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo lên kế hoạch phối hợp cùng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã thực hiện một số hoạt động thiết thực vì người nghèo, người kém may mắn như phát quà cho đồng bào dân tộc Khmer, người nghèo thị trấn Phú Mỹ, Hội Người Mù của tỉnh An Giang và huyện Phú Tân nhằm chào mừng đại lễ kỷ niệm lần thứ 99 ngày đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ 25 tháng 11 năm Mậu Tuất. Đại diện Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng đại diện chính quyền trao quyết định bàn giao nhà cho hộ nghèo xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2018, Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục trao 10 căn nhà từ thiện cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của tỉnh Đồng Tháp và Long An. Trong đó, 5 căn được trao cho xã Thạnh Lợi, Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp và 5 căn trao cho xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Ông Nguyễn Văn Thấm, Trị sự viên Trung ương, Phó trưởng ban, Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đại diện trao quyết định bàn giao nhà cho 4 hộ nghèo xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Tấn Phú, Phó trưởng ban, Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đại diện trao quyết định bàn giao nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Liệt, xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Mỗi căn nhà được trao có kết cấu bằng hộp kẽm, mái tôn, trị giá khoảng 23 triệu 500 ngàn đồng do Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vận động các nhà mạnh thường quân và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp. Ông Trần Văn Nhiều, ủy viên thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, trao chứng nhận tấm lòng vàng cho đại diện Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũng như các nhà mạnh thường quân đối với những hộ nghèo của xã Thạnh Lợi có được căn nhà che nắng che mưa, giúp bà con an tâm làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Phơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, trao thư cảm ơn cho đại diện Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hậu Thạnh Đông. Ông ghi nhận sự đóng góp tích cực của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thời gian qua cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống của bà con nghèo, góp phần an sinh xã hội ngày càng tốt hơn. Bà Huỳnh Thị Kim Chi, Trị sự viên Trung ương, trưởng ban, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Long An, thông qua lễ trao nhà từ thiện cho hộ nghèo tại Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hậu Thạnh Đông, đã gửi lời cảm ơn đến Ban Trị sự Trung ương và chính quyền địa phương luôn thăm hỏi, động viên, tiếp sức, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh hoàn thành tốt 4 chương trình đạo sự trọng tâm của giáo hội đề ra, mà nhất là đạo sự công tác từ thiện xã hội. Ngoài ra, mỗi hộ nhận nhà còn được Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương tặng thêm một nồi cơm điện, 20 ký gạo và một bộ cầu dao chống giật. Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp tặng mỗi phần quà trị giá khoảng 400.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như đường, gạo, mì, nước tương và 200.000 đồng tiền mặt. Riêng 5 hộ nhận nhà ở xã Hậu Thạnh Đông được nhận thêm 500.000 đồng tiền mặt do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trao tặng. Đại diện Mạnh Thường Quân trao quà cho hộ nghèo xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Đoàn Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Mạnh Thường Quân chụp ảnh kỷ niệm cùng hộ Nguyễn Thị Thu Hiền, ấp kênh Bùi Cũ, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.